xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là em đưa Beo nó đi về quê, về Vĩnh Long, Trà Ôn. Cho nên là sẵn dịp thì em quay lại cái bến xe miền Tây cho cô chú anh chị mình xem. Thì đây là tụi em đang đi trên đường Kinh Dương Vương. Là đây, ngay đây là phía ngoài bến xe miền Tây đây ạ. Nhưng mà cái cổng này tụi em không có đi vô được. Bởi vì cổng này nó là cổng ra, rồi xuống phía dưới thì mình sẽ có cổng vô. Cái đường Kinh Dương Vương này thì hồi trước mới khoảng 2 năm nay thôi. Khi mà em đi là đường nó còn đá không à, nó chưa có làm sạch đẹp như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ là nó tráng nhựa lại hết. Cái đường nó rất đẹp và rất là rộng. Bây giờ là đang đi vô cổng này. Đây ở cái bảng là công ty cổ phần bến xe miền Tây. Khu vực bán vé của mình đây ạ. Bây giờ mua đi Beo. Tôi mua đi, mua đồng đi. Về đâu? Bình Minh không? Về Bình Minh. Bắc Bình Minh. Bắc Bình Minh nè. Tụi em là đi về Phương Trang là quen rồi ạ. Qua đây nè. Ô Môn, Cần Thơ, Bình Minh nè. Đừng nằm cho Bi nha. Dạ. Nằm đi tùy giờ. Thì Bình Minh đi dừng nằm 12 giờ rưỡi đi liền kìa. 12 giờ rưỡi đăng ký chưa? Chưa. Rồi mình muốn mình có gửi xe vào đi liền nha. Đi liền luôn. Đi liền nha. Dừng nằm á anh. Đúng rồi. Hôm nay là tụi em được mua cái vé là dừng nằm. Chứ bình thường là có thể là mình mua ngay vé giường nằm hoặc là vé ghế ngồi. Tao lặn cái vé đâu à? Tao lặn máy số 5 giùm em nhờ. Hả? Máy số 5, 110 ngàn. 110 ngàn. Máy số 5 thì cần thưa anh ơi. Tính số 5 vô giùm em cái gì? Rồi cuối đường rẽ phải nhà chờ. Còn cái tiếp theo giờ đi đâu đây anh? Đây ở đây là bây giờ buổi trưa mà mọi người mua vé về quê rất là đông. Thì họ có thể là xuống những cái tuyến như là về Cần Thơ, về Châu Đốc. Thì cái này là cứ mỗi một tiếng đồng hồ á là mình sẽ có một chuyến xe. Còn giả sử như là về Bạc Liêu hay là về Sóc Trăng hay là về Cà Mau á thì mình lâu hơn. Bây giờ là tụi em sẽ dẫn cô chú anh chị đi một cái vòng ở trong. Mình mượn cái vé xe đi. Này, cái vé xe của em nè. Về Bắc Bình Minh số mấy? 110. Ý là số mấy? Số mấy là số mấy? Ngồi ghế số mấy? B15. Nó ở trên. Nằm ở trên B15. Bình thường ở đây thì A thì sẽ nằm ở dưới, còn B thì nó sẽ nằm ở tầng trên. B15 chắc em phải cuối xe. Chỗ mà bãi giữ xe. Cái đường này thì cho xe lớn và xe hai bánh vô.
xe mình mới vô được. Rồi, cảm ơn. Đây, mình để chạy vào bến. Đây là cái khu vực chỉ xe đây à. Bây giờ cái chỗ chỉ xe nó mở rộng dữ lắm luôn á. Đây thì đa số thì mình sẽ thấy được xe màu cam và cái xe Phương Trang. Bến thì Phương Trang nó rải đều hết luôn, nó là xe nhiều nhất luôn á nè. Xe bus cũng đi vô đây á nè. Ở đây tất nhiên rồi, xe bus có luôn mà. Ở đây cái chiếc xe màu vàng này là xe bus ra sân bay, xe bus từ sân bay tới miền Tây, đó là gọi là xe bus 5 sao. Còn 5 sao là so với ở Việt Nam thôi ha. Ở ngàn sao á. Đây là phần xe trung chuyển của bến xe Phương Trang. Không nhiều chỗ mà. Nhiều lắm, nó đậu nhiều lắm. Nói chung là khi mà quý cô chú anh chị mà muốn mình đi từ dưới quê lên thì mình có thể sử dụng xe trung chuyển để đến những cái địa điểm mà mình mong muốn. Thì bình thường thì em đi Phương Trang thì nó có trung chuyển đến những cái địa điểm như là Đại học Y Dược, mình về Chợ Rẫy, rồi lên Hồng Phong, nó nhiều lắm, không nhớ hết được. Xe ha, xe dù cũng có luôn. Chiếc xe này là rất là lâu đời đó. Còn đây là cái bến xe miền Tây, thì những chiếc xe mà chủ yếu mình về miền Tây thôi. Còn nếu như mà mình muốn về các cái tỉnh ở miền Đông á, như là từ Vũng Tàu trở lên á, thì mình sẽ ra bến xe miền Đông. Thì hôm nào nếu như mà tụi em có dịp á, tụi em sẽ đi tới bến xe miền Đông. Rồi 30925 tới luôn rồi đó hả? Xích lên cũng được. Ở trong bến xe đây ạ. Cái này chắc để là em chạy ra ngoài rồi tiếp tục quay một cái đoạn ở ngoài cho cô chú anh chị xem nhé. Bây giờ em lên xe về quê đây. Bây giờ cho con Beo nó về quê trước, rồi em sẽ chạy ra ngoài em quay cho cô chú anh chị mình nha. Đây ạ, bây giờ là cái cảnh mà những cái phòng đặt vé đây. Đây em sẽ đi một vòng cho cô chú anh chị mình xem nhé. Đây bây giờ ở đây là những cái chiếc này là chiếc Grab hoặc là chiếc Uber. Đây là cái cổng vô lúc nãy đây ạ. Vượt bên đây đây à, phòng bán vé thì rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Nếu như mà mình mua vé ở mấy cái chỗ này rồi á thì mình sẽ đi vô cái cổng này dành cho những người đã mua vé. Còn nếu mà mình đi xe Phương Trang á thì cái bãi nó nằm ngay đầu bên kia, cho nên là mình sẽ đi cái đoạn này đi ạ. Đây mình sẽ đi cái đoạn này, ở đây cũng có cái bãi giữ xe đó nè. Nếu mà mình mua vé xe Phương Trang thì mình sẽ đi vô cái khu vực này. Ở trong đây cũng có cái chỗ bán những cái phòng bán vé luôn. Thì cuối cái đường này là cái bến xe Phương Trang lúc nãy mà em để Beo ở dưới á, giờ để cho em nó về quê. Trong này thì nó mát mẻ hơn ngoài kia, mình cũng có thể là mình ngồi mình đợi được. Bây giờ là em sẽ đi quẹo lên một vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem lại nhé.
Tây, xe bus cũng ra được cái bến xe miền Tây luôn đây ạ. À, đi trong này đi cho nó mát. Đây. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa mà bến xe của mình đó là lúc nào cũng đông người chứ không có bao giờ là ngớt khách hết á. Thôi bây giờ em chuẩn bị chạy về đây nhé. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú đã xem cái video ngày hôm nay về cái khu vực bến xe miền Tây của em. Thì nếu mà cô chú anh chị mình mà hồi xưa ở Việt Nam, ở Sài Gòn á, mình có hay đi bến xe miền Tây á, thì có thể cho tụi em biết là bến xe bây giờ có thay đổi so với ngày xưa nhiều hay không nhé. Và nếu mà cô chú thích cái video này á, thì cô chú có thể là like hoặc là comment cho tụi con biết là tụi con còn thiếu sót những cái gì để tụi con có thể làm tốt hơn ở những video sau. Và cô chú anh chị có thể là chia sẻ cái kênh YouTube của con để cho nhiều bà con mình á, khi mà nhớ về Việt Nam thì muốn tìm lại cái cảnh hồi xưa của mình thì mình có thể là xem được nhé. Đây à, đây là cái cảnh Phương Trang, ở đây là mình lấy đồ, mình xuất hàng. Bên này thì họ đang xây dựng thêm. Ở bên kia cái bãi giữ xe, đây là nguyên cái khu vực Phương Trang nè, rất là rộng lớn. Số điện thoại của Phương Trang đây luôn, 1900 6067.